Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, hai chữ thuộc nhân, trồng người không liên quan khái niệm hội tụ ở mức độ rất đậm đặc tính thụ động của người Việt Nam, không hề nói lên cái ý chế độ phong kiến coi người như cái cây hoàn toàn lệ thuộc vào môi trường một cách thụ động như cách hiểu của giáo sư Trần Ngọc Thêm. Cách giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm hiểu về hai chữ thụ nhân, trồng người méo mó và hoàn toàn suy diễn nông cạn. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết về cách hiểu hai chữ trồng người của giáo sư Trần Ngọc Thêm. Tác giả bài viết Hoàng Tuấn Công. Nêu lý do cần chấm dứt sử dụng khái niệm trồng người để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo, giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng chữ trồng trong trồng người mang ý nghĩa áp đặt của giáo dục thời phong kiến, con người được coi như cái cây. Cụ thể, sau khi trích dẫn lời Quản Trọng, kế một năm chi bằng trồng lúa, kế 10 năm chi bằng trồng cây, kế trọn đời chi bằng trồng người, trồng một gặt một ấy là lúa, trồng một gặt 10 ấy là cây, trồng một gặt 100 ấy là người. Giáo sư Trần Ngọc Thêm phê phán, vào thời phong kiến xưa thì cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều coi con người là đối tượng cần được giáo hóa. Con người được coi như cái cây, hoàn toàn lệ thuộc vào môi trường một cách thụ động. Trồng ở đất này thì cho trái ngọt, nhưng trồng sang đất khác có thể lại cho trái chua. Đồng thời giáo sư Trần Ngọc Thêm lý giải là một dân tộc làm nông nghiệp, khi gặp hình ảnh trồng người do bác nói ra, ai cũng cảm thấy thân thiết gần gũi đến mức dễ dàng chấp nhận và say mê sử dụng nó một cách hoàn toàn tự nhiên. Nhưng con người không phải là cái cây, do đó tôi cho rằng không có lý do để duy trì hình ảnh này. Ở đây tôi không bàn chuyện bỏ hay không bỏ, chấm dứt hay không chấm dứt sử dụng khái niệm trồng người. Chỉ xin trao đổi về cách giáo sư Trần Ngọc Thêm hiểu hai chữ trồng người, cũng như ý nghĩa câu nói thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân của Quản Trọng. Thụ nhân trồng người. Câu nói của Quản Trọng nguyên văn bằng chữ Hán được phiên âm: nhất niên chi kế mạc như thụ cốc, thập niên chi kế mạc như thụ mộc, chung thân chi kế mạc như thụ nhân. Ở đây Quản Trọng đặt các sự vật hiện tượng bên cạnh nhau để tạo liên tưởng so sánh với cấp độ tăng dần đối lập nhau, vừa có tính chất cân xứng tương đồng lại vừa mang tính chất bất cân xứng dị biệt. Mặt khác, ông đã chơi chữ thụ trong thụ cốc, thụ mộc với thụ trong thụ nhân. Cùng là chữ thụ, nhưng thụ trong thụ cốc, thụ mộc có nghĩa là trồng trọt, còn thụ trong thụ nhân lại có nghĩa là bồi dưỡng dạy dỗ. Hán ngữ Đại Từ Điển giảng nghĩa của hai thụ là trồng trọt, phun xới, chủng thực, tài chủng. Giảng nghĩa thứ ba của thụ là bồi dưỡng dạy dỗ, bồi dưỡng tạo tụ, đồng thời hướng dẫn xem hai chữ thụ nhân. Một thụ nhân, từ điển này giảng là giáo dục đào tạo nhân tài, bồi dưỡng tạo tụ nhân tài, rồi trích câu nói của Quản Trọng, chung thân chi kế, mạc như thụ nhân làm ví dụ. Cũng cần nói thêm rằng, dù thụ với nghĩa là bồi dưỡng đào tạo có trước hay có sau khi Quản Trọng nói câu này thì cũng không thay đổi được ý nghĩa của thụ nhân, bởi không ai hiểu thụ nhân theo nghĩa đen là trồng người giống trồng cây, đào hố rồi bắt chôn chân tại chỗ, nên hoàn toàn lệ thuộc vào môi trường một cách thụ động như giáo sư Trần Ngọc Thêm suy diễn. Như vậy, khái niệm trồng người ở đây được đối dịch từ hai chữ thụ nhân, và hai chữ thụ nhân có thể dịch vừa sát vừa rõ nghĩa là giáo dục đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. Từ điển của Nguyễn Quốc Hùng dịch là nuôi dưỡng nhân tài. Theo đây, lời của Quản Trọng có thể được diễn đạt là kế một năm chi bằng trồng lúa, kế 10 năm chi bằng trồng cây, kế trọn đời chi bằng đào tạo bồi dưỡng nhân tài. Tuy nhiên, thành ngữ tục ngữ hay khẩu hiệu muốn truyền bá lưu hành rộng rãi, tất phải ngắn gọn, xúc tích. Thế nên, lời Quản Trọng về sau được cô đọng thành thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân. Việc đối dịch bách niên thụ nhân thành trăm năm trồng người giữ lại
Cách chơi chữ trong nguyên văn chữ Hán lại đảm bảo ngắn gọn, và trồng người không chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp đào tạo nhân tài, mà là sự nghiệp giáo dục đào tạo trong nhà trường nói chung. Trồng cây, trồng người. Vì sao Quảng Trọng liên tưởng chuyện trồng cây với chuyện giáo dục con người? Ấy là bởi sự vuông xới chăm sóc bảo vệ sớm hôm, từ lúc cây còn là cái mầm bé tí ti cho đến khi thu hoạch là cả một quá trình công phu vất vả sớm hôm, chẳng khác nào chuyện dạy dỗ đào tạo một con người từ bé đến lúc thành tài. Mặt khác, thụ cốc trồng lúa được Quảng Trọng so sánh với thụ mộc trồng cây, rồi thụ cốc thụ mộc lại được đặt cạnh thụ nhân trồng người, mục đích để so sánh các loại thụ trồng và hoạch gặt hái thành quả khác biệt nhau đến mức nào. Với trồng lúa, phương thức canh tác không phù hợp thì sẽ thất bát, nhưng thất bát hay bội thu thì cũng chỉ sau một vài vụ là có thể rút kinh nghiệm. Với trồng cây thì sự tổn thất về thời gian, tiền bạc sẽ lớn hơn trồng lúa rất nhiều. Ấy vậy nhưng trồng lúa, trồng cây cũng không bằng trồng người. Giáo dục con người, bồi dưỡng nhân tài là kế chung thân, một đời, bách niên, lâu dài. Nếu giáo dục đúng thì lợi ích sẽ dài lâu và gấp trăm gấp bội lần. Nhưng nếu phương pháp sai lầm, thất bại thì cũng di hại đến nhiều đời. Trái ngọt, trái chua. Chuyện ở đất này thì cho trái ngọt, nhưng trồng sang đất khác có thể lại cho trái chua. Trong trồng cây, trồng người cũng không phải do phong kiến coi con người như cái cây, hoàn toàn lệ thuộc vào môi trường một cách thụ động như giáo sư Trần Ngọc Thêm suy diễn rồi quy kết. Ở thời nào, với bất cứ nền giáo dục nào, môi trường giáo dục cũng ảnh hưởng, thậm chí là quyết định đến tài năng, nhân cách của con người. Một học sinh có năng khiếu âm nhạc ở đất nước này có khi chỉ là nhạc công đám cưới, nhưng nếu được đào tạo bởi một quốc gia khác thì lại trở thành thiên tài âm nhạc. Đó là một thực tế. Để cây, trái chua thành trái ngọt, người ta cải tạo thổ nhưỡng, thay đổi phương thức canh tác, cũng như để đào tạo bồi dưỡng con người, phải chú ý đến môi trường, phương pháp giáo dục vậy. Những điểm tương đồng và dị biệt giữa trồng lúa, trồng cây, trồng người cho thấy triết lý giáo dục của Quảng Trọng rất sâu sắc, tiến bộ. Kết luận. Thông điệp cốt lõi trong lời nói của Quảng Trọng là giáo dục đào tạo nhân tài là kế sách quan trọng và lâu dài, không thể ăn sổi ở thì, xây nhà từ nóc. Đầu tư cho giáo dục tuy lâu dài, khó khăn, nhưng lợi ích thu được thì vô cùng to lớn và dài lâu. Hai chữ thụ nhân, trồng người không liên quan khái niệm hội tụ ở mức độ rất đậm đặc, tính thụ động của người Việt Nam, không hề nói lên cái ý chế độ phong kiến coi con người như cái cây, hoàn toàn lệ thuộc vào môi trường một cách thụ động, như cách hiểu của giáo sư Trần Ngọc Thêm. Cách giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm hiểu về hai chữ thụ nhân, trồng người, méo mó và hoàn toàn suy diễn, nông cạn.